Chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tử Vi Phong Thủy Quỳnh Nhung. Lời đầu tiên mình xin gửi tới các bạn những lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công và tài lộc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn video tình duyên và hôn nhân của những người nữ sinh năm Giáp Thân 2004. Thứ nhất, tổng quan về nữ Giáp Thân 2004. Mệnh thuộc mệnh thủy, nạp âm tuyền trung thủy, bản mệnh tương khắc với thổ và tương sinh với kim, cung phi là khảm, tuổi hợp là canh dần, giáp thân mậu tí, tuổi kỵ là tân mão, đinh dậu, ất dậu và kỷ mão, tam hợp với tí và thìn, lục hợp với tị, tứ hành xung tị hợi dần, hướng hợp phong thủy là hướng tây, hướng tây bắc, hướng tây nam và hướng đông bắc. 2. Tính cách nữ mạng sinh năm 2004, được trao cho bản mệnh là tuyền trung thủy, nên tính cách của nữ 2004 cũng được ví như dòng chảy của con suối thượng nguồn. Họ là những cô gái yêu thích sự bình yên và thanh tịnh. Tuy tính cách bên ngoài dịu dàng, nữ tính, nhưng bên trong con người của cô gái này vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh những đặc điểm trên, nữ mạng sinh năm 2004 là người nhanh nhẹn, hoạt bát, sở hữu trí thông minh cực kỳ cao, đầu óc luôn mở mang để học hỏi nhiều tri thức. Chính vì bản tính hòa đồng, sẵn có nên họ cũng rất dễ làm quen, kết bạn với nhiều người. Tuy nhiên, điểm yếu của họ là khá độc đoán, ít khi theo đuổi mục tiêu đến cùng nên dễ đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Thứ ba là nữ 2004 lấy chồng tuổi nào hợp. 1. Nữ tuổi Giáp Thân kết hôn với nam tuổi Giáp Thân được nhất phú quý. Nam tuổi Giáp Thân kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân, hai số mệnh này kết hợp với nhau sẽ tạo ra nhất phú quý. Khi nam Giáp Thân và nữ Giáp Thân trở thành một đôi, họ nâng đỡ nhau để cả hai có được thăng hoa trong sự nghiệp, tạo nên sự vững chắc. Dù trên con đường danh vọng có bao nhiêu chông gai, họ vẫn có thể cùng nhau đối đầu để tiến về phía trước. Bên cạnh đó, tính cách của họ cũng khá hòa hợp, nên tìm được điểm chung, tạo được sự hài hòa cho tình yêu. 2. Nữ tuổi Giáp Thân và nam tuổi Nhâm Ngọ được số tam vinh hiển. Nam tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, tức là tuổi Ngọ, cách nữ Giáp Thân 2 tuổi. Cũng chính vì thế mà từ đầu cả hai đều rất gần gũi với nhau bởi cùng một thế hệ. Theo tử vi, hai con giáp này rất được khuyến khích kết hôn với nhau bởi số mệnh tốt. Nữ Giáp Thân lấy chồng nam Nhâm Ngọ tạo thành số tam vinh hiển. Mặt khác, họ dễ hiểu ý của nhau nên tạo được sự hòa hợp, ít khi có sự xung đột. Vì vậy mà bên cạnh nhau, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, trong công việc cũng thường có quý nhân phù trợ. 3. Nữ tuổi Giáp Thân kết hôn với nam tuổi Tân Tỵ được tứ đạt đạo. Nam Tân Tỵ sinh năm 2001, tức là tuổi Tỵ, cách nữ Giáp Thân 3 tuổi. Cặp đôi này cũng dễ hòa hợp, tương tự như Giáp Thân và Nhâm Ngọ bởi cùng một thế hệ, tạo nên số mệnh tốt, sinh ra tứ đạt đạo. Số mệnh này cả hai đều được quý nhân phù trợ, dẫn đến cuộc sống hôn nhân gặp nhiều may mắn. Trong hôn nhân, cả hai đều biết cách dẫn dắt để tiến về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng. 4. Nữ tuổi Giáp Thân hợp với nam tuổi Kỷ Mão được nhất phú quý. Nam tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, tức là cách Giáp Thân 5 tuổi. Tuy hai người này tính cách có đôi chút khác biệt, trái ngược nhau, nhưng khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên nhất phú quý. Khi nên duyên vợ chồng, cả hai đều biết cách tìm hiểu đối phương và bao dung cho nhau. Vì hai số mệnh này hợp nhau nên cũng vì thế mà có quý nhân phù trợ, có bao nhiêu sóng gió cũng dễ dàng vượt qua. 5. Nữ tuổi Giáp Thân kết hôn với nam tuổi Đinh Sửu được số tam vinh hiển. Nữ tuổi Giáp Thân kết hôn cùng nam Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuy giữa hai người có một ít khoảng cách thế hệ, nhưng khi kết hôn với nhau, họ tạo nên số tam vinh hiển, tương ứng với việc hai vợ chồng sẽ cùng nhau phát triển, gây dựng sự nghiệp để thuận lợi đạt được công danh, cùng nhau hưởng kiếp giàu sang phú quý. Không chỉ vậy mà giữa họ cũng có nhiều niềm vui và hạnh phúc. 6. Nữ tuổi Giáp Thân kết hôn với nam tuổi Bính Tý đạt tứ đạt đạo. Nam Bính Tý sinh năm 1996, khi kết hôn với nữ Giáp Thân sẽ tạo nên tứ đạt đạo, tức là hai vợ chồng kết hợp cùng nhau sẽ tạo nên một nguồn năng lượng mạnh, thu hút tài lộc. Tuy chênh vênh về tuổi tác,
nhưng họ đều chung một tần số, tính cách cũng như khá tương đồng. Cả hai người dễ dàng nâng đỡ nhau, tương trợ lẫn nhau để tạo nên một cuộc sống hôn nhân viên mãn, con đường công danh thuận lợi, dễ thăng tiến. Thứ tư là nữ sinh năm 2004, kết hôn với tuổi nào thì không hợp. 1. Nam tuổi Quý Mùi. Nam tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 khi kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân, tạo nên số nhì Bần Tiện. Đây chính là do cả hai không nên tiến đến hôn nhân bởi mệnh không hợp nhau. Tính cách của hai người khá giống nhau, cũng dễ hòa hợp, nhưng đường công danh tiền tài thì không có. Cả hai phải trải qua số cực nhọc, mất mát rất nhiều mới có được tiền tài. 2. Nam tuổi Mậu Dần. Nam tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, không nên kết hôn với nữ tuổi Giáp Thân vì cũng tạo nên số nhì Bần Tiện. Khác với tuổi Quý Mùi, cả hai cùng cố gắng đến đâu thì cũng không thể hòa hợp được. Chính vì thế mà chuyện hôn nhân không viên mãn, dễ có nguy cơ bị đổ vỡ, gia đình cũng vì thế mà không hòa hợp, con đường sự nghiệp khó mà tiến triển tốt. Thứ năm là những tuổi Đại Kỵ với tuổi Giáp Thân 2004 tuyệt đối không nên kết hôn. Nam Canh Thìn 2000, Nam Ất Hợi 1995, Nam Ất Dậu 2005 được cho là những con giáp mà Giáp Thân tuyệt đối không nên kết hôn vì tình cảm dễ bị rạn nứt hay cũng dễ chia ly. Theo lý thuyết của lá số tử vi, khi nữ Giáp Thân kết hôn với Nam Canh Thìn hoặc Ất Dậu đều phạm cung biệt ly hay là cung tuyệt mệnh trong hôn nhân. Khi chung sống với một trong hai con giáp này, chuyện tình cảm hôn nhân sẽ xảy ra xung đột, mâu thuẫn. Cả hai vợ chồng không hòa hợp với nhau, không biết cách nâng đỡ, nhường nhịn nhau, nên thường xảy ra cãi vã, căng thẳng kéo dài mà không giải quyết được. Nữ Giáp Thân kết hôn với Nam Ất Hợi thì tình hình sẽ trở nên rất tiêu cực, bởi hai số mệnh này khi kết hợp phạm phải cung biệt ly và tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao hành kim, xấu nhất trong phong thủy bát trạch. Tuyệt mệnh còn có tên gọi khác là sao phá quân, bởi gây nên nhiều tai họa trong cuộc sống. Chính vì thế mà khi hai mệnh tuổi này kết hợp với nhau thì tiền tài sẽ suy kém, dễ bệnh tật và tổn thọ. Tiền tài và danh vọng sau khi kết hôn sẽ đi xuống nhanh, khó mà phát triển hay thăng tiến được. Bên cạnh đó thì vợ chồng cũng khó hòa hợp, thường xuyên có những tranh chấp và cãi vã. Trên đây là những chia sẻ được tổng hợp từ các chuyên gia tử vi phong thủy về cuộc đời tình duyên hôn nhân của nữ Giáp Thân 2004. Với những chi tiết trên về luận giải tử vi cuộc đời nữ Giáp Thân 2004, hy vọng sẽ giúp được các bạn biết thêm chi tiết về mức độ xung hợp trong phong thủy nhằm đem lại những điều tốt đẹp, may mắn đến với cuộc sống của các bạn. Chúc các bạn luôn có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc.